rất là hay. Bài tập cũng rất là dễ để các bạn nam có thể đàn cho các bạn nữ nghe, rất là tình cảm luôn. Bài hát mang tên Bài Thánh Ca Buồn, giọng nam son trưởng gì đó, hợp gì nè, hợp âm re bảy nè, âm đô trưởng, âm la thứ và âm mi thứ, những hợp âm rất rất là cơ bản mà chúng ta đã rất là quen luôn ha. Với điệu siêu đốc chúng ta nhịp chân dễ dàng ở hai nhịp, là nhịp chân xuống ở nhịp bass và dây số 1 nè, bass bài 1 2 3, được chưa? Và bây giờ chúng ta vô nè, bài thánh ca đó là chúng ta đại xuống nha. Bài thánh ca đó còn nhớ không em, là vô em trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới thắm trung ngân. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập, sau đó chúng ta mới tập tới điệu siêu rốc dây bass 3 2 1 chậm nè, rồi chúng ta canh vô 1 nhịp 2 nhịp à, rồi chúng ta tập từng đoạn nhỏ chúng ta ráp lại là xong. Không cần biết là mình vô ngay chữ viết nè, không cần biết điểm dài sâu cũng nhịp chân luôn, không cần biết bao ngày hao ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Đừng có lo gì hết, anh em chắc chắn là sẽ tập được. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Ở đây là dòng đàn phun gỗ thế hệ mới 190, có tia chỉnh công cần, tất cả đều làm bằng gỗ, âm thanh rất là hay, rất là êm tai. Giao trong thành phố Hồ Chí Minh, giá chỉ có 1.900.000 được tặng kèm bao da, cabo, giáo trình, dây dự phòng và miễn phí vận chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặt ngay tại Zalo ạ. 1 nhịp 2 nhịp 3 nhịp nhớ ạ. Intro cũng nhịp chân luôn. Ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Ví dụ chúng ta có dây bass 3 2 1 2 3, 6 cầm thanh phát ra và chúng ta có quẹt 6 cái luôn, 6 cái xuống. Nhưng mà cái xuống đầu tiên là nó mạnh à, là cái nhịp chân xuống đầu tiên á, à, nhịp chân xuống nè. 2 3 4 5 6. 2 3 là mọi người thấy không? 2 3 là Khánh chỉ là quẹt nhẹ ở 3 dây dưới nè, 3 dây 1 2 3 nè. 1 2 3 4 5 6. Lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngân cao nhẹ nè. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, điều vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người. 1 2 3 4 5 6. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Chúng ta đang thấy đây là cabo cực kỳ cao cấp mà chúng ta có thể kéo để thay cục cao su này rất là dễ dàng và thuận tiện. Cao su thì cực kỳ là chắc chắn, mọi người thấy hả, rất là dễ, rất là gọn, đẹp. Có chốt thảo dây nè, kim loại cao cấp, lò xo cực kỳ chắc luôn. Và chúng ta có 3 cái đầu cao su để chúng ta có thể thay thế. Và giá cực kỳ ưu đãi, hôm nay chỉ có 159.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Tặng kèm phiên bản giáo trình guitar mới nhất, đặt ngay tại Zalo ạ. Dây đeo tiện lợi dành cho mọi đàn guitar thùng, đứng để biểu diễn, tháo tem, nới lỏng theo ý thích, có thể dài đến 1m2.
đeo vào thuận tiện. Cái móc này móc vào miệng đàn guitar thùng. Đứng biểu diễn. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi men say còn trong hơi thở, lại gần hôn anh. Thử với đàn lát xích cũng vậy, móc vào miệng lỗ đàn. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, vì sẽ sống những ngày hè nhuộm đắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Trong mọi loại đàn guitar thùng chỉ với 88.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc, khi mua thì tặng kèm với một giáo trình guitar, đặt ngay tại Zalo ạ. Gà và lát chậm bát ba một hai ba. Bằng lòng đi em về với quê anh, dịch chân nè. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Nào cứ chậm vậy thôi. Bát ba một hai ba. Một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương. Thuyền này qua sông, nụ cười mến mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa dâu. Dịp chân hả? Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Chỉ cần chúng ta chuyển những cái hợp âm cơ bản là chúng ta có thể tập được. Chúc quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui bên cây đàn guitar và tập hiệu quả cùng với chương trình Guitar Phúc. Hẹn gặp lại. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Bài tủ là sao, có nghĩa là mình ra mình giao lưu với bạn bè của mình lấy ra mình hát luôn. Nhịp chân dây bát, một hai nhịp xuống. Rồi, quý anh chị của bạn cùng lấy đàn ra và chúng ta cùng tập theo luôn nha, cho nó hiệu quả. Xin là vô nè. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Chuyện âm nè. Mẹ dù yêu con thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, rất no say. Chuyện âm rồi, theo luôn. Vì đàn con thơ ngây bao nhiêu yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dự phòng nữa mà. Với đàn giáp xích á, chúng ta phải dán sát như vậy nè. Còn volume này Khánh chỉnh mát luôn nha. Dạ ba mét. Trăm ly á. Đối với cái dòng AD35 này á, đa phần nó sẽ không có hú è. Nó không có hú è. Nó ở trong đây nó có bo mạch đó, chống nhiễu luôn, chống hú luôn. Đi xa Khánh đánh còn tiếng là tiếng loa đó. Còn đây là Khánh đánh rất là nhỏ. Thank you.
tập ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được, áp dụng rất rất là nhiều bài. Lần gian dở disco nhịp 24 bùm đánh bằng tay nè thì nó dễ hơn. Ba chân đặt chân cứ như vậy, chúng ta cứ vậy. Ba chân đặt chân nhịp 24, ba chân đặt chân, làm cho nó quen nhịp trước, sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau em hay nắm tay em dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Bùm chắc đập chắc. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lát xích, dây nylon, lát xích cô nè, guitar string nè, đây là dây lát xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Nó đây là cái đàn lát xích, không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn. Mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Nó cái độ bền nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000, mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tai quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lát xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.